Chương 336. Cô ta ở ngay trong giếng, chỉ là còn chưa tỉnh lại. Người phụ nữ họ Chu không lùi về phía sau, đứng trước mặt bảo vệ hai đứa bé. Cô không nói, vậy tôi không thể làm gì khác hơn là tự mình đi tìm. Kẻ áo đen phất phất tay với áo đỏ bên cạnh. Con quái vật mặt mọc khắp người ấy trực tiếp chui vào thân thể của một thôn dân vừa rồi. Không tới một giây, thôn dân kia đã tê liệt ngã xuống đất, không còn hơi thở. Xem ra không phải hắn. Kẻ áo đen ngẩng đầu lên. Nữ quỷ bị thôn dân dồn ép đến chết. Cho dù thân thể bị trọng thương không thể duy trì hình thể, cũng chắc chắn không bám trên người thôn dân. Vậy cô ta sẽ bám lên người ai? Thay vì nói kẻ áo đen đang suy luận, không bằng nói hắn ta đang cố ý thăm dò phản ứng của người phụ nữ họ Chu. Trước khi tiến vào thôn Hoạt Quen, Hiệp hội kể chuyện lạ đã nhận được rất nhiều tin tức. Chỉ có điều, phần lớn những tin tức này đều tương đối mơ hồ, cần nghiệm chứng lại. Nghe thấy giọng nói của kẻ áo đen, người phụ nữ họ Chu rõ ràng đã trở nên căng thẳng. Nữ quỷ chán ghét phần lớn thôn dân, nhưng có một người phụ nữ họ Chu là ngoại lệ. Kẻ áo đen gọi áo đỏ mặt mọc khắp người đến bên cạnh. Ngón tay xuyên qua tóc quái vật kia, dịu dàng vuốt ve nó giống như đối đãi với người yêu. Nếu như tôi là con nữ quỷ kia, nhất định sẽ bám lên trên thân người mà mình tin tưởng nhất. Hắn ta vỗ nhẹ đầu áo đỏ, giọng đột nhiên biến đổi, đưa tay chỉ về hướng người phụ nữ họ Chu trước mặt. Giết cô ta! Không có dấu hiệu nào, kẻ điên này giây trước vẫn còn nói những chuyện khác, giây tiếp theo đã trở mặt ngay lập tức. Người phụ nữ họ Chu cũng không ngờ đối phương sẽ quyết đoán như vậy. Thời khắc nguy cấp, phụ kiện mà cô ta lấy ra từ trong chiếc quan tài đỏ biến đổi. Mỗi một món trang sức đều ẩn giấu một lệ quỷ nửa người nhuộm máu. Đây cũng là lá bài tẩy cuối cùng của người phụ nữ họ Chu. Cô ta quay đầu nhỏ giọng nói một câu với Giang Linh, sau đó dùng toàn lực điều khiển lệ quỷ, chống đỡ lại áo đỏ của hiệp hội kể chuyện lạ. Giang Linh và Phạm Úc nghe lời cô ta nói, từ từ lùi về phía sau. Quái vật mặt mọc khắp người phát ra tiếng cười rợn người. Áo đỏ này không giống với những áo đỏ khác cho lắm. Nó giống như tập hợp của các oán niệm hơn. Rất có khả năng đến từ thế giới đằng sau cửa. Ma quỷ chui ra từ đồ trang sức bị xé nát. Mặt người trên thân quái vật kia đều làm ra cùng một động tác. Há miệng ra, cắn về phía người phụ nữ họ Chu. Dường như kẻ áo đen đã chờ đợi giây phút này từ rất lâu. Giọng nói của hắn ta cũng run rẩy. Ăn một áo đỏ cao cấp, điều này trước kia căn bản không dám tưởng tượng. Kẻ áo đen cuối cùng cũng nói ra mục đích thực sự lần này hiệp hội kể chuyện lạ đến thôn Hoạt Quan. Không biết thông qua đường dây nào mà bọn họ biết được trong thôn Hoạt Quan có một áo đỏ cao cấp bị thương. Tất cả bố trí đều tiến hành xung quanh lệ quỷ áo đỏ kia. Chỉ cần có thể nuốt trọn áo đỏ cao cấp bị thương kia, hiệp hội kể chuyện lạ sẽ có áo đỏ cao cấp thuộc về mình. Từng cái miệng hé to cắn người phụ nữ họ Chu. Sau khi dừng lại 2-3 giây, con quái vật mặt mọc khắp người đột nhiên dừng động tác lại. Không có ở trên người cô ta. Kẻ áo đen hơi sửng sốt, ánh mắt dừng trên người Giang Linh và Phạm Úc. Hơi phiền phức rồi đây. Nếu như vậy, chỉ có thể giết chết toàn bộ. Con quái vật mặt mọc khắp người xông về phía Giang Linh. Kẻ áo đen đứng tại chỗ. Dường như hắn ta đã biết trước kết quả nên không thèm quan tâm đến những chuyện này, chỉ làm chuyện của mình. Hắn ta đưa tay lục lọi trong áo choàng đen, lấy ra một mớ người giấy. Biểu cảm của mỗi người giấy đều vô cùng đau đớn. 34 người của thôn Lâm Quan đều ở đây. Theo lời nói của bọn họ, mười mấy năm trước, người chạy ra khỏi thôn Hoạt Quan hoặc ít hoặc nhiều đều có quan hệ với người phụ nữ họ Chu. Trong đó còn bao gồm cả đời sau của cô ta. Kẻ áo đen từ từ đứng lên, nhìn chằm chằm vào Giang Linh. Bên trong đám người chạy trốn, chỉ có con nhóc kia không bị mình làm thành người giấy. Nếu nói vậy, kẻ mà nữ quỷ có khả năng bám thân nhất chính là con nhóc đó. Phạm Úc nắm tay Giang Linh chạy vào trong thôn,
nhưng hai đứa bé làm sao có thể chạy thoát quái vật áo đỏ sau lưng? Mắt thấy con quái vật mặt mọc khắp người kia càng ngày càng gần, Phạm Úc đột nhiên nghe thấy góc tường phía trước truyền đến một giọng nói quen thuộc. Bên này! Trần Ca cất búa của bác sĩ nát sọ và quyển truyện tranh vào trong ba lô, hai tay trống không đứng phía trước. Dường như anh đã sớm chuẩn bị sẵn đường chạy trốn. Trần Ca! Phạm Úc thả chậm tốc độ, hơi kinh ngạc. Đây cũng là lần đầu tiên cậu bé gọi tên Trần Ca. Không đợi cậu bé kịp phản ứng, đã bị Trần Ca ôm lên. Không biết lớn nhỏ, sau này phải gọi chú là chú. Mỗi tay ôm một đứa, Trần Ca chạy thục mạng vào trong thôn. Gần như là cùng một con đường, cảnh tượng mười mấy phút trước vừa mới xuất hiện lại diễn ra lần nữa. Chỉ khác là gánh nặng Trần Ca mang theo gia tăng, mà quái vật truy đuổi phía sau biến thành áo đỏ. Trần Ca liên tục kêu tên Hứa Âm, Trương Nhã và ông chú. Trương Nhã không có chút phản ứng nào, Hứa Âm có lòng mà không có sức. Sau khi ông chú nhìn thấy áo đỏ thì lập tức trốn đi, lại càng không thể trông cậy được. Không biết còn bao lâu nữa trời mới sáng. Vì kéo dài thời gian, Trần Ca dựa theo ấn tượng trong đầu, cố ý chạy về những nơi nguy hiểm trong thôn. Tấm bản đồ A Khánh cho phát huy tác dụng rất lớn. Tất cả những nơi nguy hiểm được đánh dấu bằng dấu gạch chéo đỏ, Trần Ca đều chạy qua một lần. Nhưng cho dù như vậy, vẫn không có cách nào kéo giãn khoảng cách với áo đỏ của Hiệp hội kể chuyện lạ. Chú sắp chạy hết nổi rồi, hai đứa có gì muốn nói không? Trần Ca cảm thấy có một ngọn lửa đang thiêu đốt trong phổi, hai chân cũng đã chạy tới mức mất đi tri giác. Chú thả bọn cháu xuống để tụi cháu tự đi. Trong giọng nói của Phạm Úc bớt đi chút lạnh lùng. Nếu như chú thật sự không chịu được nữa, thì chạy về phía tây của thôn, vào căn nhà thứ ba bên trái. Giọng nói của Giang Linh gần như vang lên cùng lúc với Phạm Úc. Điều khiến Trần Ca nghi hoặc là giọng điệu cô bé nói chuyện khác hẳn lúc trước, cảm giác như một người phụ nữ trưởng thành đang nói chuyện. Hiệp hội kể chuyện lạ đã đoán đúng. Áo đỏ ẩn nấp trên người Giang Linh. Trong đầu Trần Ca thoáng xẹt qua suy nghĩ này. Anh vẫn luôn núp ở gần giếng nước nghe lén, biết rõ những chuyện đã xảy ra. Được, vậy đi nơi đó. Trần Ca thay đổi phương hướng, dốc toàn lực chạy vào ngôi nhà thứ ba. Sau đó làm gì? Vào nhà, để tôi ở cửa phòng ngủ bên trái. Giọng nói của Giang Linh càng trở nên quái dị. Trần Ca đá văng cửa gỗ, tiến vào gian chính. Trong phòng này không có quan tài, cũng không có bất kỳ vật dụng trong nhà nào. Ngay cả lớp sơn tường cũng bị cạo sạch một tầng. Không nghĩ đến nguyên nhân, Trần Ca đặt cô bé ở cửa phòng ngủ bên trái, sau đó trực tiếp nằm xuống đất. Anh dốc toàn lực chạy gần như khắp thôn, cho dù là người làm bằng sắt cũng không chịu được. Bên ngoài căn nhà truyền đến tiếng cười quái dị, từng gương mặt người xuất hiện ở cửa. Áo đỏ của Hiệp hội kể chuyện lạ đã đuổi tới. Tôi trước giờ ân oán luôn rõ ràng, chờ giải quyết tên này rồi sẽ cảm ơn cậu sau. Giang Linh nhìn Trần Ca, cắn vỡ cổ tay mình, mặc cho máu chảy xuống lòng bàn tay. Tôi chỉ muốn làm người mà thôi, tại sao lại khó khăn đến vậy? Cô bé khẽ tựa vào cửa gỗ. Khi thân thể của cô chạm được đến cửa phòng, trên cánh cửa không thể nào bình thường hơn kia lại xuất hiện từng vệt máu dày đặc. Những vệt máu này đều là tôi từng để lại. Căn nhà này chính là nơi ác mộng của tôi bắt đầu. Giang Linh dùng sức đẩy cửa gỗ ra. Sau cửa là một thế giới màu đỏ máu. Chương 337. Giang Linh nắm tay dắt Phạm Úc vào thế giới sau cánh cửa. Bây giờ Trần Ca cũng không có lựa chọn nào khác. So với áo đỏ mặt mọc khắp người ấy, anh cảm thấy phía sau cánh cửa máu vẫn an toàn hơn. Không khí trở nên đặc quánh, chóp mũi quẩn quanh một mùi máu tanh, tầm mắt bị ngăn lại, giống như bản thân đang ở giữa sương mù. Không giống thế giới phía sau cánh cửa của khu nội trú số 3 kia lắm. Đây là lần thứ hai Trần Ca tiến vào cánh cửa máu. Thế giới sau cánh cửa ở thôn Hoạt Quan tràn đầy sương máu, tầm nhìn chỉ xa 2-3 mét.
đừng đi lạc, thứ ẩn nấp bên trong sương mù này biết ăn thịt người. Giang Linh đã hoàn toàn phá bỏ lớp ngụy trang, giọng nói của cô bé non nớt nhưng bên trong lại chứa vẻ mạnh mẽ không cho phép nghi ngờ. Biết rồi. Ánh mắt Trần Ca kỳ quái. Thật khó tưởng tượng, một cô nhóc nhảy lên cũng không chạm tới vai tôi, lại là một lệ quỷ áo đỏ cao cấp. Mặc dù cậu cứu tôi, nhưng vẫn mong cậu nói chuyện chú ý một chút. Nếu không, tôi chỉ có thể chờ cậu chết đi rồi báo đáp cậu sau vậy. Giang Linh lạnh lùng nhìn Trần Ca. Sau khi tiến vào bên trong cánh cửa, áo khoác của cô bé bắt đầu biến đổi. Tơ máu trong sương mù không ngừng quẩn quanh người cô bé, giống như cô bé chính là chủ nhân nơi này. Mí mắt Trần Ca giật giật, cảm thấy lời này khá quen tai. Anh lại nhớ đến bức thư tình kia của Trương Nhã. Giang Linh chờ Trần Ca đi vào rồi đóng cửa lại. Khi cô bé mở cửa ra một lần nữa, cảnh tượng ngoài cửa đã hoàn toàn thay đổi. Trước mắt là một thôn xóm màu đỏ máu, sương mù phủ kín bầu trời, che phủ tất cả. Áo đỏ kia sẽ nhanh chóng đuổi tới, cánh cửa này không kéo dài được bao nhiêu thời gian. Khi sương máu bay tới bên cạnh Giang Linh sẽ trực tiếp dung nhập vào thân thể cô bé. Nhưng có thể là do bị thương quá nghiêm trọng, cô bé cũng không thể chủ động hấp thu những đám sương mù kia. Dưới sự hướng dẫn của Giang Linh, ba người đi về một phía trong thôn. Cánh cửa máu khép lại sau lưng khẽ rung lên, không ngừng có tiếng gào thét từ bên kia cánh cửa truyền ra. Cô muốn dẫn chúng tôi đi đâu? Sương mù không ảnh hưởng tới Giang Linh nhưng lại khiến Trần Ca và Phạm Úc cảm thấy không thoải mái. Hai người như bị sa vào giữa vũng bùn. Yên lặng một chút. Giang Linh ra hiệu cho hai người nấp vào trong căn nhà bên cạnh trước. Mấy giây sau, giữa đám sương mù trước mặt bỗng xuất hiện một con quái vật dị dạng. Thân thể cao lớn, cánh tay quái dị, ngũ quan vặn vẹo dữ tợn. Nó mặc bộ quần áo bằng vải thô, hết nhìn đông lại nhìn tây, giống như đang tìm thứ gì. Sương mù dày đặc, con quái vật này đi ngang qua chỗ của nhóm Giang Linh, nhanh chóng biến mất không thấy. Đó là thứ gì? Trần Ca chỉ về hướng quái vật rời đi. Thôn dân. Oán độc trong mắt Giang Linh căn bản không che giấu được. Bọn họ chính là dáng vẻ của thôn dân trong đầu tôi. Dáng vẻ của thôn dân trong đầu cô? Thế giới màu đỏ máu này xây dựng ra dựa vào nhận thức của cô? Trần Ca rất coi trọng tất cả tin tức liên quan đến cánh cửa. Tôi không biết thế giới này xuất hiện như thế nào, chỉ biết thế giới này rất giống một cơn ác mộng tôi đã từng nằm mơ. Trong ác mộng của tôi, tất cả thôn dân đều là quái vật giống như vậy. Hình dạng quái vật xấu xí, vẫn luôn tìm tôi, muốn bắt tôi lại. Giang Linh không nói tiếp, cô bé đổi hướng, đi vào sâu trong thôn. Sau cửa là một thế giới màu đỏ máu. Nhưng đến giờ Trần Ca vẫn không rõ, rốt cuộc thì những thế giới này liên kết với nhau, hay là từng cá thể độc lập. Dựa theo lời điều tra viên nhảy lầu nói, trong lòng mỗi người đều có một cánh cửa. Chỉ khi tâm linh hoàn toàn tan vỡ, lúc tuyệt vọng nhất mới có thể mở cánh cửa này ra. Cánh cửa ở khu nội trú số 3 là do Môn Nem mở ra. Thế giới sau cánh cửa là thế giới trong ấn tượng của Môn Nem. Những bệnh nhân giống như cái xác biết đi vì bị tiêm thuốc an thần. Bác sĩ quái dị vặn vẹo và những cánh tay gãy sinh ra từ sợ hãi, vân vân. Thế giới sau cánh cửa ở thôn Hoạt Quan tràn ngập sương máu. Khắp nơi đều là thôn dân với thân thể quái dị muốn bắt cô bé. Điều này rất phù hợp với ấn tượng của nữ quỷ với thôn làng khi còn sống. Chẳng lẽ thế giới sau cánh cửa chính là hình chiếu của lòng người, là một ác mộng chân thực tồn tại? Trần Ca lại nghĩ đến cánh cửa bên trong căn nhà ma của mình. Nhưng vì sao trong căn nhà ma của mình lại có một cánh cửa? Cánh cửa kia là do ai để lại? Sương máu lan tràn, sau lưng truyền đến tiếng gào thét và đánh nhau. Chắc là áo đỏ của hiệp hội kể chuyện lạ đánh với thôn dân của thế giới sau cánh cửa. Để bọn họ đánh nhau đi, chúng ta đi lấy một thứ. Xuyên qua màn sương máu, Giang Linh dẫn Trần Ca và Phạm Úc đi tới giữa thôn. Sương mù nơi này trở nên mỏng manh, chính giữa khu đất trống là một đám thôn dân đang quỳ gối,
thân thể bọn họ quái dị, mặt mũi xấu xí. Cho dù mặc quần éo cũng khó mà gọi là người. Bọn họ đang làm gì? Sám hối. Những con quái vật kia cúi thấp đầu, thân thể hướng về phía từ đường. Mà trong từ đường giữa thôn đang dựng một bộ quan tài đỏ. Khác với thực tế là quan tài ở thế giới sau cánh cửa, đúng lúc chặn giữa cửa từ đường. Từ đường là nơi người trong thôn cung phụng tổ tiên, nhưng chẳng hiểu sao cái quan tài này lại đứng ở ngay chính giữa. Chỉ cần mở quan tài kia ra thì tối nay sẽ không sao. Giang Linh đi qua một bên, từ từ đến gần từ đường. Tuyệt đối đừng làm kinh động đến những con quái vật này. Ba người sống nín thở, di chuyển từng bước, từ từ nhích đến gần từ đường. Sương mù dao động, giống như phát hiện ra hơi thở của người sống. Cái đầu của vài con quái vật đang cúi xuống khẽ đung đưa. Phạm Úc và Giang Linh đi phía trước, Trần Ca cản ở phía sau. Anh nhìn những con quái vật đang quỳ dưới đất kia, cảm thấy hơi khiếp người. Bốn phía đầy tiền giấy màu đỏ vương vãi khắp nơi. Những con quái vật kia như đang tham dự một tang lễ. Bọn họ bị buộc phải cúi đầu bày ra biểu cảm bi thương, muốn nặn ra vài giọt nước mắt. Khóc tang? Tang lễ? Sau khi Trần Ca vào thôn Hoạt Quan, anh phát hiện thôn này có rất nhiều chuyện liên quan đến việc ma chay, bao gồm đèn lồng trắng treo trên đường phố, tiền giấy và quan tài. Cho dù là thực tại hay là thế giới sau cánh cửa, hình như thôn này đều đang cử hành một tang lễ. Một tang lễ kéo dài đến bây giờ vẫn chưa thể kết thúc. Trần Ca lôi chiếc điện thoại màu đen ra nhìn. Mình đã vào thế giới đằng sau cánh cửa, nhưng điện thoại cũng không nhắc nhở mình là nhiệm vụ thất bại. Xem ra trong phán định của điện thoại di động màu đen, cho dù bên trong hay bên ngoài cánh cửa, chỉ cần không rời khỏi thôn là được. Anh tìm kiếm tin tức về nhiệm vụ. Ba chữ thôn Hoạt Quan là anh thấy trên chiếc di động màu đen này. Ban đầu chẳng qua anh chỉ cảm thấy cái tên này rất kỳ quái, cũng không suy nghĩ nhiều. Nhưng bây giờ sau khi kết hợp những chuyện anh gặp phải trong thôn, Trần Ca mơ hồ có một vài suy đoán. Hoạt Quan. Lướt màn hình kéo đến nhắc nhở của nhiệm vụ, Trần Ca xem thông báo trên điện thoại di động. Ngày hôm đó, ngoài tôi ra, bọn họ đều tới. Thông báo gợi ý của nhiệm vụ tập luyện lần này rất ngắn. Trần Ca từ từ nheo mắt lại. Đến giờ anh mới hiểu rõ hàm ý của những lời này. Những kẻ đó tới để tham gia tang lễ của tôi. Bọn họ tới đưa tang cho tôi. Cho nên mới xuất hiện tình huống, ngoài tôi ra, bọn họ đều tới. Thông báo gợi ý này muốn cho mình biết mấu chốt phá cục có liên quan đến tang lễ. Trần Ca nhìn về phía cửa từ đường. Lúc này Giang Linh đã lặng lẽ chạy tới cạnh quan tài đỏ. Chương 338. Bàn tay nhỏ hồng hào mịn màng đè trên nắp quan tài cũ nát lạnh lẽo. Khi Giang Linh vừa chạm vào quan tài màu đỏ, tất cả quái vật trong thôn đang quỳ rạp dưới đất đều ngừng kêu khóc. Từng khuôn mặt dị dạng đáng sợ từ từ ngẩng lên. Tới giúp tôi! Giang Linh phát ra một tiếng thét chói tai, trên gương mặt đó không còn nhìn thấy vẻ đáng yêu thường ngày nữa, mà thay vào đó là vẻ mặt hơi đáng sợ. Nắp quan tài nặng trịch rơi xuống đất, tất cả mọi người nhìn vào phía trong của quan tài. Trong chiếc quan tài đỏ sậm có một người phụ nữ đang nằm. Tóc đen ướt đẫm dán trên thân thể gầy yếu, làn da cô tái nhợt, ngũ quan đoan trang. Giữa hai lông mày lộ ra khí khái hào hùng. Không thể nói là đẹp, nhưng lại khiến người ta cảm thấy đặc biệt. Mấy người kéo dài thời gian một chút. Giang Linh bước vào trong quan tài màu đỏ, hai mắt nhìn người phụ nữ trong quan tài chằm chằm. Những thôn dân trong thôn đứng hết lên, trong miệng phát ra tiếng địa phương. Trên mặt từng người đều lộ ra vẻ mừng như điên. Cô bảo tôi lấy cái gì để kéo dài thời gian? Trần Ca quay đầu nhìn về phía Giang Linh, trong lòng cả kinh. Giang Linh vén tóc lên,
phía sau ót của cô bé thực sự thiếu một miếng xương, chỗ đó da đầu lõm vào. Đây chính là nơi dị dạng duy nhất trên cơ thể của Giang Linh sao? Giang Linh cất bước về phía trước, bôi máu của mình lên tay người phụ nữ kia, sau đó cầm tay của cô ta đặt lên ót của mình. Tơ máu lộ ra từ bàn tay của người phụ nữ, theo chỗ thiếu mảnh xương tiến vào trong đầu Giang Linh. Cô ta đang làm gì vậy? Rốt cuộc cô ta biến thành Giang Linh hay cô ta chỉ bám vào người Giang Linh mà thôi? Thôn dân có hình dạng xấu xí thấy người phụ nữ ngủ say trong quan tài, chúng như phát điên vọt về hướng này. Mình ghét trẻ con. Trần Ca lôi búa của bác sĩ nát sọ trong ba lô ra, bảo vệ ở phía trước quan tài. Anh có cảm giác rằng chẳng mấy chốc mình sẽ bị xé nát. Thấy các quái vật dị dạng lao tới, Trần Ca cũng hơi hoảng sợ. Trong lúc này, ngoài dùng toàn lực để đánh ra, thì anh cũng chỉ có thể thầm la tên Trương Nhã ở trong lòng mà thôi. Quái vật cuồng bạo sắp xé nát Trần Ca và quan tài phía sau anh, thì bỗng giữa sương mù máu có một tiếng cười khẽ. Sống chết ở trước mắt, nữ quỷ kia chưa giúp gì cho mày. Xem ra cô ta thực sự đang trong trạng thái ngủ say. Một làn sóng đầy mặt người tách sương mù máu ra, làm tất cả thôn dân dị dạng đang vây công Trần Ca dạt ra. Áo đỏ của hiệp hội kể chuyện lạ. Trần Ca chỉ bị cọ sát một cái mà thân thể như bị lạnh cứng. Anh nhìn về phía tay trái lạnh như băng. Tình huống vừa rồi rất khẩn cấp, anh chỉ kịp dùng hai tay để bảo vệ đầu. Kết quả khuỷu tay bị áo đỏ kia đụng phải. Tao vẫn đi theo phía sau chúng mày chính là để đợi khoảnh khắc này. Quái vật mặt mọc khắp người lại ngưng tụ lại một lần nữa. Một người mặc áo choàng đen đi từ phía sau nó ra. Người này dừng tại bên cạnh quan tài màu đỏ, mắt thì nhìn Trần Ca chằm chằm. Không ngờ ha, chúng ta lại gặp nhau nhanh như thế. Câu nói cuối cùng, người áo đen đã biến đổi giọng nói. Hắn ta đang bắt chước điều tra viên nhảy lầu kia. Thì ra là mày. Trên người Trần Ca vẫn có lá bài tẩy, đó chính là năng lực của Diêm Đại Niên. Nhưng anh không dám dùng linh tinh, bởi năng lực này trước đó đối phương đã từng thấy rồi, rất có thể đã phòng bị trước. Một mũi tên trúng hai con chim, mục tiêu của chúng tao vốn có cả mày trong đó. Mày quá nguy hiểm, không thể sống trong thành phố này được. Người mặc áo choàng đen lấy một cái chai nhỏ trong tay áo ra, bên trong là nửa chai máu. Hắn ta lắc nhẹ, trong máu bò ra vô số tơ máu đỏ thẫm đan xen với nhau. Hãy cố hưởng thụ nốt thời gian tự do còn lại đi, đợi lát nữa sẽ tới lượt mày. Áo đỏ mặt máu ngăn cản thôn dân đang điên cuồng. Người mặc áo choàng đen không nói nhảm, mở nắp chai ra, nghiêng cái chai đổ lên đỉnh đầu của Giang Linh. Những tơ máu này được chúng tao tìm thấy ở sau cửa, thứ trân quý nhất, vô cùng hiệu quả, cất giấu bí mật lớn nhất của áo đỏ. Cục diện hoàn toàn bị tên áo choàng đen khống chế. Hai mắt hắn ta nhìn chằm chằm tơ máu đang bò từ trong chai ra ngoài. Lực tập trung cao độ. Chỉ cần bị những tơ máu này bám vào, cho dù là áo đỏ cũng không có cách nào chạy trốn. Trần Ca nhìn chằm chằm cái chai trong tay áo choàng đen. Tơ máu đang chảy từ vách chai xuống, chạm vào tóc của Giang Linh. Nếu nghi thức của Giang Linh và nữ quỷ bị gián đoạn thì muốn rời đi sẽ rất khó. Trần Ca vỗ vỗ ba lô, xoay người dịu dàng sờ đầu mèo trắng. Thời điểm sống còn đã tới rồi, lát nữa mày hãy làm rớt cái chai kia đi nhé. Nhớ kỹ, là cái chai trong tay gã kia. Trần Ca chỉ tay về phía bàn tay của áo choàng đen, nuôi mèo ngàn ngày, dùng mèo chốc lát. Trần Ca cũng không xác định mèo trắng có nghe hiểu lời của anh hay không. Rất có khả năng những tơ máu kia có thể sản sinh ra, ảnh hưởng tới thần trí của áo đỏ. Một khi nữ quỷ kia bị áo bào đen khống chế, tối nay chắc chắn không có cơ hội lật ngược tình thế nữa. Vì thế nên Trần Ca chỉ có thể làm liều một lần, lợi dụng tất cả những đạo cụ và ma quỷ trên người để bảo vệ Giang Linh và người phụ nữ nằm trong quan tài. Trần Ca không còn nhiều thời gian nữa,
anh cũng không phải người hay do dự. Khi tơ máu sắp tiến vào ót của Giang Linh, anh tóm lấy búa của bác sĩ nát sọ, lao hết tốc lực về phía áo choàng đen. Không biết tự lượng sức mình. Người mặc áo choàng đen chẳng thèm di chuyển chút nào, ngón tay vẫn duy trì tư thế cố định. Khi Trần Ca lao tới còn cách 2-3 mét, thì áo đỏ mặt mọc khắp người thoát khỏi sự vây công của thôn dân. Nó cười quái dị ngăn trước người Trần Ca. Diêm Đại Niên! Hình như ông chú trong cuốn truyện tranh cũng biết, nếu lúc này không góp sức thì mình cũng xong đời. Ông cầm bút, vẽ áo đỏ lên giấy. Giây phút vẽ tới nét bút cuối cùng, áo đỏ mặt mọc khắp người dừng lại một chút. Bước chân của Trần Ca cũng không ngừng lại, vung búa lên đập thẳng về phía người mặc áo choàng đen. Đây là cơ hội khó mà có được. Sai lầm giống nhau, tao sẽ không phạm phải lần thứ hai. Người mặc áo choàng đen dùng cái tay còn lại cầm một sấp người giấy dày vung ra. Người giấy kêu khóc lao về phía Trần Ca. Chúng muốn bò lên người của anh. Khả năng hạn chế hành động chấm dứt, áo đỏ mặt mọc khắp người khôi phục lại bình thường. Tình huống nguy hiểm vạn phần. Nhưng lúc này Trần Ca bình tĩnh hơn bao giờ hết. Anh cầm ba lô nhắm về phía người mặc áo choàng đen quăng mạnh. Đúng là ý chí kiên cường. Áo choàng đen bảo vệ cái chai, dùng tay kia bắt lấy cái ba lô. Nhưng khi hắn ta vừa tóm được cái ba lô, thì bên trong đột nhiên có một cái bóng trắng vọt ra. Dù hắn ta từng sáng tạo ra vô số chuyện lạ, nhưng giờ khắc này cũng ngây ngẩn cả người. Thứ gì vậy? Nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, mèo trắng vốn không hiểu Trần Ca nói vớ vẩn cái gì. Chẳng qua nó có cảm giác kỳ lạ với cái chai này. Mèo trắng há mồm cắn lấy, nhảy từ người tên áo bào đen lên nóc nhà. Mèo ư? Thôn dân điên cuồng dị dạng trong thôn này, áo choàng đen và Trần Ca cũng bị con mèo trắng trên nóc nhà thu hút. Lông toàn thân nó trắng tinh, nổi bật trong cái thế giới đỏ ngòm này. Làm rất tốt! Trần Ca hô lên. Chuyện xảy ra tiếp theo làm anh cũng bị kinh sợ đến đờ người. Mèo trắng ngậm cái chai trong miệng, nghiêng đầu nhìn đám người bên dưới. Cái đầu nhỏ của nó nghiêng trái nghiêng phải. Kết quả, tơ máu đã nghiêng đến miệng chai đổ trực tiếp vào miệng nó. Nó nuốt hết xuống. Con mèo trắng tựa hồ vẫn không biết cái chai đã trống không. Nó mở to đôi mắt vô tội, hình như đang tìm xem Trần Ca đang đứng ở chỗ nào. Chương 339. Căn cứ theo lời của người mặc áo choàng đen, máu trong chai kia là thứ chân quý mà bọn chúng tìm được ở sau cửa, cất giấu bí mật của áo đỏ. Dường như cũng là thủ đoạn chính để khống chế áo đỏ của hiệp hội kể chuyện lạ. Nhưng điều làm cho mọi người không ngờ tới là tơ máu cất giấu bí mật của áo đỏ giờ đã bị một con mèo nuốt vào trong bụng rồi. Uống rồi! Tên mặc áo choàng đen tức đến run người. Hắn ta không ngờ có người sẽ mang theo một con mèo bên người chạy loạn khắp nơi. Mày nôn ra cho tao! Giọng của áo choàng đen trở nên lanh lảnh. Có lẽ đây mới là giọng thật của hắn ta. Đôi tai mèo cụp ra đằng sau, nó cảm thấy uy hiếp từ người đàn ông mặc áo choàng đen này, nên đang chuẩn bị tư thế tấn công. Bắt nó lại cho tao! Tao muốn xé xác nó ra, lấy hết máu trên người nó! Quái vật áo đỏ mặt mọc khắp người, đứng bên cạnh nghe được mệnh lệnh, nhắm về phía nóc nhà. Áo đỏ lao tới, mèo trắng vốn còn đang nhe răng ngậm cái chai, đột nhiên xoay người chạy. Nó nhảy trên nóc nhà, sau đó chui vào giữa đám thôn dân dị dạng. Trong thôn loạn cào cào, tên mặc áo choàng đen tức nghiến răng nghiến lợi. Xưa nay hắn ta rất cẩn thận, không ngờ bây giờ lại lật thuyền trong mương. Nhất định phải bắt nó lại, đó là chai cuối cùng đấy. Hai tay hắn ta nắm chặt, áo choàng đen nhìn mèo trắng dụ lệ quỷ áo đỏ đi. Khoảng cách giữa lệ quỷ và hắn ta càng lúc càng xa. Lúc hắn ta và lệ quỷ cách nhau mười mấy mét, hắn ta đột nhiên sinh ra một dự cảm không tốt, quay đầu nhìn về phía sau. Trần Ca đã xách búa của bác sĩ nát sọ vọt tới. Hãy hưởng thụ nốt chút thời gian tự do còn lại đi,
Vừa rồi mày đã nói câu này, giờ tao trả lại cho mày đó. Trần Kha bị áo choàng đen áp sát từng bước. Cuối cùng khi hắn ta nổi giận, Trần Kha cũng tìm được một cơ hội. Tao ghét nhất những kẻ như chúng mày, chuyên dựa vào ngoại lực. Con người phải dựa vào chính bản thân mình. Trần Kha điên cuồng vung búa của bác sĩ nát sọ lên, chạy như bay tới. Có bản lĩnh thì chúng ta đánh tay không một trận xem. Áo choàng đen nhìn búa của bác sĩ nát sọ trong tay Trần Kha, hít một hơi lạnh. Tên điên này! Hắn ta xoay người bỏ chạy, Trần Kha đuổi sát phía sau không tha. Lệ quỷ áo đỏ bị dụ rời đi, đây là một cơ hội khó có được. Trần Kha tuyệt đối không tha cho hắn ta. Áo choàng đen cuống quýt chạy trốn, hắn ta chẳng còn đoái hoài đến việc bảo trì cảm giác thần bí nữa. Hắn ta giữ chặt cái mũ trùm đầu, trong miệng la tên áo đỏ mặt mọc khắp người kia. Tình huống lúc này giống hệt tình huống lần trước Trần Kha gặp ở khu chung cư Phương Hoa Uyển. Đều là lệ quỷ áo đỏ bị dụ đi, sau đó người bị lệ quỷ bám thân bị công kích. Xem ra lệ quỷ áo đỏ cũng không phải vạn năng. Hai lần gặp tình huống này giúp Trần Kha ý thức được rằng đúng thế, một lệ quỷ áo đỏ không an toàn, rất dễ bị dụ rời đi, phải nuôi thêm vài áo đỏ nữa mới được. Cùng là người bị lệ quỷ bám thân, nhưng tố chất thân thể của áo choàng đen kém xa Trần Kha. Có lẽ chuyện này liên quan tới việc phương thức thao túng ma quỷ khác nhau. Trần Kha là vừa lừa vừa dụ để ma quỷ chủ động tiếp nhận bản thân. Còn quan hệ giữa đám hiệp hội kể chuyện lạ và ma quỷ thì chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Áo choàng đen chạy được một đoạn ngắn thì tốc độ dần chậm lại. Trái lại, Trần Kha phát hiện tốc độ của đối phương đang giảm thì anh lại lập tức tăng tốc. Hôm nay tao sẽ giúp điều tra viên nhảy lầu kia báo thù. Kẻ không biết quý sinh mạng thì sinh mạng cũng sẽ không tôn trọng hắn. Áo đỏ mặt mọc khắp người nghe được tiếng cầu cứu của áo choàng đen nhanh chóng chạy tới. Nhưng khi nó chạy qua quan tài màu đỏ thì toàn bộ những khuôn mặt trên thân thể nó đều thay đổi biểu cảm. Giống như thấy được một thứ rất nguy hiểm nào đó, bị kinh hãi trong nháy mắt. Áo choàng đen không trụ được nữa, nhưng quái vật mặt mọc khắp người thì không chạy tới. Nó dừng lại bên cạnh quan tài màu đỏ, cảnh giác cao độ. Sương mù máu trong thôn càng lúc càng dày đặc. Dường như thôn dân dị dạng cũng cảm nhận được gì đó. Chúng nó nhìn chằm chằm về phía quan tài màu đỏ kia. Thân thể không tự chủ được run lên. Lại thất bại. Giọng nói phát ra từ bên trong cái quan tài màu đỏ kia. Người phụ nữ nhìn có khí chất đặc biệt kia từ từ mở mắt ra. Trong mắt của cô ta khác hẳn với người bình thường. Trong hai con ngươi là hình ảnh của cô nhóc Giang Linh. Vẫn không cắt đứt liên hệ với cháu được. Tơ máu chui vào trong lòng bàn tay cô ta. Người phụ nữ nhẹ nhàng vuốt ve cái ót của cô bé. Cô nợ cháu một mảnh xương sọ. Sau này cô sẽ giúp cháu một việc. Giang Linh mềm nhũn ngã xuống. Người phụ nữ lại đưa mắt nhìn áo đỏ mặt mọc khắp người. Chúng mày không cho tao cơ hội làm người. Vậy tao sẽ khiến chúng mày ngay cả cơ hội thành quỷ cũng không có. Tiếng nói vừa dứt, sương mù máu trong toàn thôn sôi trào. Giống như từng cái gông vô hình khóa chặt tất cả mọi người tại chỗ. Người phụ nữ bước ra khỏi quan tài màu đỏ. Phía sau cô ta có vô số tơ máu từ từ đi về phía trước. Áo đỏ mặt máu liều mạng giãy giụa, nhưng sương mù xung quanh khóa chặt nó lại. Từng tầng gông xiềng, hơn nửa sương mù trong thôn tụ thành máu loãng, dính vào thân thể áo đỏ của hiệp hội kể chuyện lạ. Sau khi tao đẩy cửa ra mà còn muốn động thủ với tao sao? Người phụ nữ vươn tay về phía khuôn mặt của áo đỏ, ngón tay đâm vào giữa thân thể đối phương. Tất cả khuôn mặt trên thân của quái vật bắt đầu thét chói tai. Nhưng đáng tiếc chẳng có chút tác dụng nào cả. Tình cảnh xảy ra sau đó vô cùng máu tanh. Người phụ nữ ngắt từng khuôn mặt trên người quái vật xuống, ném vào trong quan tài màu đỏ. Kế tiếp đến phiên các người. Cô ta vô cùng thù dai, thao túng sương mù máu, treo những thôn dân đang quỳ rạp dưới đất lên. Tiếng những thôn dân kia kêu khóc cầu xin tha thứ càng lớn, cô ta càng vui. Tiếng cười của người phụ nữ vang lên bên tai.
Trần Kha cũng bị hạn chế hành động, khẽ rùng mình một cái. Anh nhìn những thôn dân đang thống khổ kia, lắc đầu. Người mà các người từng làm tổn thương, cuối cùng sẽ biến thành ác mộng của chính các người. Sương mù máu không ngừng dung nhập vào thân thể của người phụ nữ. Sau khi hành hạ những thôn dân, cô ta ôm lấy Giang Linh rồi đi tới bên cạnh Trần Kha. Cậu nói tôi nhảy cũng không chạm tới vai của cậu phải không? Người phụ nữ này nửa cười nửa không nhìn Trần Kha. Tôi từng nói sao? Không phải chứ. Sao tôi không nhớ gì cả nhỉ? Tóc gáy của Trần Kha dựng cả lên. Người phụ nữ trước mắt này cũng thù dai quá. Hơn nữa còn khó đối phó hơn cả áo đỏ của hiệp hội kể chuyện lạ. Không nhớ thì thôi. Lúc đầu tôi còn muốn báo đáp cậu. Ngoài dự liệu của Trần Kha, người phụ nữ đáng sợ, thù dai, tàn nhẫn này không làm khó dễ anh. Cô ta đi về phía bên trái vài bước, ngồi xổm trước người của Phạm Úc. Có phải cháu đã phát hiện ra cô từ lâu rồi không? Phạm Úc gật đầu. Dù sao, cậu cũng chỉ là một đứa bé, cậu vẫn rất ngây thơ. Vậy vì sao cháu vẫn chơi cùng cô? Người phụ nữ ghé sát mặt vào người Phạm Úc, giống như muốn nhìn rõ vẻ mặt của Phạm Úc. Là cô chơi với cháu chẳng có bạn bè nào cả. Phạm Úc nói xong thì chỉ vào Trần Kha, nói: Trừ chú ấy ra. Người phụ nữ cười cười, lấy một cái vòng ngọc từ trong ống tay áo ra. Cháu có thể thấy chúng nó, đeo cái này lên, chúng sẽ không bắt nạt cháu. Người phụ nữ đứng dậy, đặt Giang Linh bên cạnh Trần Kha. Hãy mang con bé rời khỏi đây đi, cái thôn này sẽ bị chôn vùi vĩnh viễn. Trần Kha cũng không hiểu người phụ nữ này lắm, anh chỉ ôm lấy Giang Linh, nắm lấy tay Phạm Úc. Tôi có thể đi rồi sao? Ừ. Vậy tôi có thể đem người này đi không? Trần Kha nhìn về hướng người áo choàng đen. Tôi muốn hỏi hắn ta một vài chuyện. Chương 340. Trần Kha vén mũ trùm đầu của áo choàng đen lên, phía dưới là một khuôn mặt bị hủy dung. Rốt cuộc hội trưởng của chúng mày là ai? Dù sao cũng chẳng phải tao. Lúc này trên mặt áo choàng đen lộ ra nụ cười. Môi hắn ta tạo nên một vòng cung. Từ từ mà đoán, trước khi mày chết, chắc chắn sẽ gặp được người đó. Sau khi nói xong, trong miệng áo choàng đen toát ra từng sợi tơ máu. Những sợi tơ máu kia như có sinh mạng vậy, chúng bò từ thân thể của hắn ta ra ngoài. Từng đường gân xanh hiện lên trên da mặt. Áo choàng đen như đang chịu một sự đau đớn vượt quá khả năng chịu đựng của các giác quan. Hắn ta há hốc miệng, có thể thấy rõ hàm trên. Yết hầu của hắn ta đều hiện lên đầy tơ máu. Tơ máu trong cơ thể hắn ta như đang nuốt chửng hắn ta vậy. Trần Kha nắm chặt búa của bác sĩ nát sọ, muốn đi qua thử cho áo choàng đen một nhát búa xem sao. Nhưng người phụ nữ đứng cạnh ngăn anh lại. Những tơ máu kia chui từ trong thân thể ra, bọc hắn ta lại. Chỉ có thể nhìn ra một hình người đại khái mà thôi. Hội trưởng đang bên cạnh mày. Người đó vẫn luôn quan sát mày. Mày là người thú vị nhất trong những người hắn từng gặp. Giọng nói khàn khàn truyền từ trong áo choàng đen ra. Trần Kha và người phụ nữ trong quan tài màu đỏ nhìn áo choàng đen đang bị gặm nhấm như tằm ăn dâu, biến thành một bộ phận của tơ máu, sau đó chui vào trong mặt đất đỏ như máu. Những tơ máu kia là thứ gì vậy? Cậu có thể hiểu nó là một bộ phận của thân thể lệ quỷ áo đỏ. Người phụ nữ nhặt chiếc áo choàng đen trên mặt đất lên, dường như cô ta phát hiện thứ gì đó rất thú vị trong đó. Cậu hãy mang hai đứa bé rời khỏi đây đi. Ở trong cửa quá lâu sẽ không về được đâu. Người phụ nữ cầm áo choàng đen, biến mất trong làn sương đỏ. Trần Kha nhìn hướng cô ta rời đi, trong lòng hơi nghi ngờ. Trong cái áo choàng màu đen đó, giấu vật gì vậy? Sao mình nghe thấy một nét mừng rỡ trong giọng nói của cô ta? Trần Kha tìm thấy mèo trắng trên nóc từ đường. Đến giờ nó vẫn không rõ vừa rồi xảy ra chuyện gì. Miệng cắn chặt cái chai, lông trắng dựng thẳng lên, rõ ràng là nó đang bị sợ hãi. Xuống đây đi, không sao rồi.
Một lúc lâu sau, mèo trắng mới nhảy từ mái nhà xuống. Lúc Trần Ca tóm được nó, anh phát hiện hình như mèo trắng nặng hơn một chút. Mày, con mèo này sao cái gì cũng cho vào mồm được thế? Trần Ca hơi banh miệng mèo trắng ra xem một chút, nhưng chẳng thấy bóng dáng một tơ máu nào. Thứ kia là do Hiệp hội kể chuyện lạ chuẩn bị cho áo đỏ. Một con mèo ăn có xảy ra vấn đề gì không? Đây là lần đầu tiên Trần Ca gặp tình huống như vậy. Anh phát hiện con mèo trắng cũng chẳng xuất hiện điểm kỳ lạ gì. Bèn nhét nó vào trong ba lô. Sau đó mang theo hai đứa bé trở lại phòng ngủ mà người phụ nữ kia từng ở. Cửa máu ở cửa phòng của cô ta. Có thể thấy đối với cô ta, mỗi lần cánh cửa này mở ra đều là một cơn ác mộng. Cửa máu trước mặt đã khép kín, Trần Ca đẩy mấy lần cũng chẳng thấy gì. Để cháu làm cho, Giang Linh đã dạy cháu phương pháp mở cửa. Phạm Úc dùng tay đẩy cửa phòng. Vòng tay mà người phụ nữ đưa cho cậu bé chảy máu tươi. Bàn tay cậu bé nhiễm đỏ, vừa đẩy một cái thì cửa mở ra. Lúc rời khỏi cửa máu, Trần Ca lấy điện thoại di động màu đen ra nhìn qua. Anh vẫn chờ thông báo của chiếc điện thoại này. Người đàn ông mặc áo choàng đen rất có thể là Ngô Phi, bệnh nhân phòng số 9 của khu nội trú số 3. Nhưng sau khi người này chết, điện thoại di động màu đen cũng không có thông báo nào. Mỗi khi một bệnh nhân của khu nội trú số 3 bị chết, nhiệm vụ tập luyện của khu nội trú số 3 sẽ tăng phần trăm hoàn thành. Mức độ hoàn thành vượt qua 90% sẽ nhận được đạo cụ ẩn của cảnh tượng 3 sao này. Trước đây, khi Hùng Thanh bị bắt, ma quỷ bị giết, điện thoại màu đen đều có thông báo. Nhưng lúc này, sau khi Ngô Phi chết, điện thoại di động vẫn không có thông báo nào. Có phải xảy ra vấn đề ở đâu không? Trần Ca nhớ lại tất cả những chi tiết từ khi gặp áo choàng đen. Anh cảm thấy hình như mình đã bỏ qua một điểm quan trọng nào đó. Áo choàng đen vẫn theo đuôi phía sau chúng ta, sau khi chắc chắn Trương Nhã ngủ say mới động thủ. Sau khi hắn ta nhìn thấy mình thì biến đổi ngữ điệu ở câu thứ hai, bắt chước điều tra viên nhảy lầu kia. Trần Ca nhíu mày, hình như người áo choàng đen chẳng có hành động đáng nghi nào. Lẽ nào hắn ta chưa chết? Tơ máu bọc lấy linh hồn hắn ta rồi chạy trốn? Hay là hắn ta giấu một phần ý chí của mình ở nơi khác, giống như lúc trước thao túng điều tra viên kia? Trần Ca lại nhớ lại phản ứng kỳ lạ của người phụ nữ kia khi nhặt áo choàng đen lên. Anh cảm thấy cái áo choàng đen đó cũng có vấn đề. Đáng tiếc. Trương Nhã ngủ say, bây giờ anh không có đủ sức mạnh để đòi cái áo choàng đen từ tay người phụ nữ kia. Dường như ở thế giới sau cánh cửa, người đẩy cửa mạnh hơn so với áo đỏ thông thường rất nhiều. Đi từ trong ngôi nhà ra ngoài, Trần Ca suy nghĩ rất nhiều lần. Anh quyết định không đi giúp vui ở giếng nước, mà chuẩn bị đi tìm một nơi an toàn, ngồi đợi đến khi trời sáng rồi tính tiếp. Trần Ca mang hai đứa bé theo, đi vào trong thôn. Anh đi theo con đường bí mật đi vào trong nhà hai tầng. Cụ ơi, cụ đang ngủ sao? Trần Ca ôm hai đứa bé đi vào trong ngôi nhà nhỏ. Anh lên tới tầng 2 cũng không thấy bà lão kia đâu. Ở trong phòng bên cạnh cũng không có. Người đâu nhỉ? Trần Ca buông Giang Linh xuống, cầm chặt búa nét sọ. Hai chân bà lão đã bị teo cơ. Bà ấy không có cách nào tự mình xuống giường đi lại được. Trừ mình ra còn có người khác tiến vào đây sao? Tất cả đồ đạc trong phòng đều chẳng bị chút tổn hại nào. Bàn ghế cũng giống y hệt lúc đầu mình đi vào. Nếu bà lão bị người khác ép đưa đi, không có chuyện căn phòng lại sạch thế này. Trần Ca vỗ vỗ vai Phạm Úc. Cháu có thấy ai trong phòng này không? Phạm Úc lắc đầu. Không có ai cả. Bà ấy có thể chạy đi đâu chứ? Trong phòng có tiếng khóc của những đứa trẻ sơ sinh đan xen nhau. Ngôi nhà không lớn, tìm mấy lần vẫn không thấy bà lão kia đâu. Thật sự gặp ma. Trần Ca đặt Giang Linh đang hôn mê lên giường. Anh thì ngồi luôn trên mặt đất. Vừa chuẩn bị nghỉ mệt thì phía tây của thôn truyền đến một tiếng súng. Tiếng súng? Là lão Ngụy ư? Trần Ca lại lần nữa đứng dậy. Bọn họ lại quay lại sao? Do gặp phải bất trắc gì hay quay lại để trợ giúp? Tiếng súng chỉ vang lên một lần, sau đó bên ngoài khôi phục lại yên tĩnh.
Trần Ca lo lắng cho sự an toàn của ông cụ Bạch và lão Ngụy, nên lại mang theo Phạm Úc và Giang Linh ra khỏi ngôi nhà, chạy về phía tây của thôn. Lúc này cuối trời trong núi lớn đã nổi lên tia sáng le lói. Chẳng mấy chốc nữa, đêm tối đã đi qua rồi. Đợi đến lúc Trần Ca đi tới phía tây của thôn một lần nữa, số 10 đã rời đi từ lâu. Hùng Thanh và Quỷ Anh đều không thấy đâu. Hiện trường chỉ còn lại thôn dân đang tê liệt, ngã trên mặt đất. Sau khi tôi rời đi, nơi đây đã xảy ra chuyện gì? Trần Ca lôi một thôn dân lên hỏi, nhưng dường như đối phương bị chuyện gì đó kích thích. Thần trí không minh mẫn, nói linh tinh. Trong miệng không ngừng lặp lại, nứt ra rồi, nứt ra rồi. Trần Ca không biết đó có phải ngôn ngữ địa phương của họ không, hay thực sự có cái gì đó đã nứt ra rồi. Anh nhìn trái nhìn phải, thấy người phụ nữ họ Chu đang nằm bên cạnh giếng nước, tóc tai bù xù, nhìn rất thê thảm. Cô có nghe thấy tôi nói chuyện không? Do đặc thù nghề nghiệp của mình nên Trần Ca rất tâm đắc về việc trị liệu hôn mê, ngất. Dưới sự giúp đỡ của anh, người phụ nữ họ Chu dần dần tỉnh lại. Đừng sợ, những người áo choàng đen kia đã đi rồi. Trần Ca đỡ người phụ nữ họ Chu đang suy yếu dậy. Cô có thể nói cho tôi biết, vừa rồi nơi này xảy ra chuyện gì không? Tên mặc áo choàng màu đen cầm cái hộp gỗ kia đâu?